Chào các bạn, kênh Stay phong cách 24 giờ. Xcenter 135 độ độc cùng với thiếu nữ cực xinh. Xcenter 135 luôn là chiếc xe được các thanh niên bạn trẻ yêu thích vì kiểu dáng góc cạnh cùng với kiểu dáng nhỏ hơn chiếc Xcenter 150. Và chiếc S135 này được các hãng đồ chơi sản xuất khá nhiều đồ độ nên ngày càng xuất hiện nhiều bản độ, mặc dù đã ngưng sản xuất gần 2 năm nay. Xe đi tông màu đỏ làm chủ yếu khi tạo ra một chủ thể một màu khá nóng bỏng, cũng phá cách với cách vuốt đích. Xe được trang bị mâm axio cùng với đĩa albedo size lớn. Ngoài ra xe còn được trang bị vỏ phục chitti cứng cáp. Ngoài ra xe còn được trang bị đồng hồ đo tua, bao tay Rexona, tay thắng Sum Racing. Một con xe đẹp thì chắc hẳn không thể thiếu một mỹ nhân ngồi trên đó. Xe đã đẹp nay còn thêm một người đẹp nữa thì còn gì bằng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hẹn lại ở clip kế tiếp, nhớ like hoặc share như subscribe.